Ngày nay chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ có tam bối cửu phẩm, đó chính là vị thứ của Tịnh Độ. Nhưng Tịnh Độ là một pháp môn đặc biệt. Pháp môn gì? Là pháp môn bình đẳng. Có thứ lớp không? Có. Tuy có nhưng bình đẳng. Phàm phu giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ăn cơm cùng bàn với Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là đẳng giác, bình đẳng. Đây là điều trong mười phương thế giới không có. Cho nên thế giới Cực Lạc là thế giới thật sự bình đẳng. Phật và chúng sanh bình đẳng, chúng sanh Phật không hai, chúng sanh Phật nhất như. Quý vị xem, đi đến đâu thân tướng và tướng của Phật A-di-đà bình đẳng. Phật A-di-đà thần tượng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Quý vị đến thế giới Cực Lạc cũng là thần tượng vô lượng, tướng hảo vô lượng, giống nhau. Phật A-di-đà vô lượng thọ, quý vị cũng vô lượng thọ. Phật A-di-đà sung mãn trí huệ, quý vị cũng sung mãn trí huệ. Trí huệ tướng hảo của quý vị từ đâu mà có? Công đức 48 nguyện, năm ký tu hành của Phật A-di-đà gia trì cho quý vị. Sự việc là như vậy. Quý vị xem ân đức của Phật A-di-đà to lớn biết bao. Phật A-di-đà tốt với quý vị biết bao. Quý vị đi khắp hư không pháp giới tìm không ra người thứ hai. Ngài tốt với quý vị như vậy, chân thật đến như vậy. Nếu quý vị không tin tưởng, không chăm chỉ tu học, không đến được thế giới Cực Lạc, thì quý vị chỉ có thể tự trách mình không có phước báo, không có trí huệ. Cho nên thật sự hiểu rõ rồi, học lão bà, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết một câu A-di-đà-phật, nhất định giảng sanh và sanh đến thế giới Cực Lạc, phẩm vị không thấp. Họ chắc chắn không vào hạ tam phẩm. Vì sao vậy? Hạ tam phẩm không thể đứng mà giảng sanh, mà ngồi giảng sanh biết trước giờ chết. Đi như vậy, điều tốt này đã chứng minh họ giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư thượng bối, thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm. Đó là gì? Đó là chúng ta có thể làm được. Nếu như chúng ta giảng sanh vào cõi phương tiện thì phải đoạn hoặc, tức phải buông xả. Ít nhất phải bỏ được chấp trước. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian đều không chấp trước. Quý vị sanh vào thế giới Cực Lạc chắc chắn sẽ sanh vào cõi phương tiện, và chắc chắn được sanh. Không nên chấp trước nữa. Phiền não nghiêm trọng nhất của phàm phu chính là muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Vì sao vậy? Vì không biết nó là giả, không biết đó là một giấc mộng. Thật sự hiểu được thì những ý niệm chiếm hữu, ý niệm khống chế sẽ bị quét sạch. Vậy thì quý vị đã lên cao một bậc rồi. Quý vị không còn là phàm phu nữa, mà là tiểu thánh. Tiểu thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Vì sao phải chấp trước? Tôi có, tôi cúng dường người khác, không cần nữa. Nắm chặt A-di-đà Phật không buông, tôi liền thành công. À,
Nếu quý vị thật sự biết được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, vạn duyên buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, thân cận Phật Đà. Đời này quý vị đã viên mãn, không còn bị luân hồi nữa. Ba con quyến thuộc khó rời khó bỏ, nói với họ rằng mọi người cầu sanh thế giới cực lạc mới có thể vĩnh viễn cùng nhau tụ hội. Không thể đến thế giới cực lạc, vừa chết thì đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp mặt. Đó là sự thật, không giả dối tí nào. Nghiệp báo của mỗi người không giống nhau, nơi đến của mỗi người cũng khác. Hiểu được chân tướng sự thật rồi mới biết rằng buông xả là chính xác, toàn là giả hết. Thế gian này người và người đều là hư tình giả ý. Nói thẳng ra thì toàn là tự tư tự lợi, toàn là tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Ở trong luân hồi chịu khổ, người hiểu rõ thì phải buông xả sớm một tí.